Rồi ok hello xin chào tất cả các anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha Thì hôm nay mình sẽ cùng anh em phân tích cái mạch pin của Mavic Mini 2 Mini 2 xe Mini xe Mini 4K ha anh em Thì đây là cái kiến thức cá nhân do mình tự học được Cho nên là nếu mà có bất kỳ một cái vấn đề gì sai thì mong anh em hãy bỏ qua hoặc là anh em có ý kiến đóng góp gì đó thì có thể để lại ở dưới cái phần bình luận của cái video này nhé anh em rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng vào vấn đề chính là mình sẽ phân tích cái mạch điện này những cái bệnh mà nó có thể gặp phải và những cái 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 gọi là cái kinh nghiệm của mình khi mà xử lý những cái mạch điện khi xử lý cái mạch điện mavic mini 2 này nhé anh em rồi ok anh em ừ. Rồi ok anh em thì đầu tiên chúng ta cần phải biết được những thứ mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình nó là cái gì trước cái đã Rồi hãy tính tới cái chuyện mà chúng ta sẽ phân tích xử lý nó ha Thì đầu tiên đây là cái mặt trên của cái mạch pin Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy hai cái con linh kiện mà to nhất trên mạch này nè Đây là hai con này, đây là con này và con này Nó là cái con MOSFET dùng để tải nguồn từ cell pin lên cái chân socket là cái chân chân cắm vào máy bay đó anh em nó sẽ tải nguồn từ cái cell thông qua nó và sẽ đi ra ngoài chân nguồn có hai cái con này thì cái mạch điện chúng ta nó sẽ có thể đóng và ngắt điện theo cái cái cái, cái lập trình ở bên trong cái con chip ở đây ha ở đây có một cái con chip là con BQ9003 đó anh em con BQ9003 nó sẽ được hàng ở đây nha ở đây thì mình đã lấy con BQ9003 ra để chúng ta có thể nhìn thấy được những cái cái chân linh kiện cho nó dễ nha anh em đó đây là con chỗ vị trí con BQ9003 tiếp theo chúng ta sẽ thấy là ở đây nè ở đây có một cái con 30 con 30 này là cái con con 30 này là cái con cầu chì nha anh em con cầu chì cấp nguồn từ chân xeo pin chân xeo pin ở bên dưới á nó sẽ cấp từ cái chỗ này nè từ cái chỗ vị trí chấm 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 lỗ 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 chỗ cái cái cây mình đang chỉ nè anh em chỗ này chỗ này sẽ là cái chân xe pin cấp nguồn lên đây ha Rồi thông qua con 30 này nó sẽ cấp nguồn cho cái con uh, hai con hai con mosfet này để tải ra ngoài này ha thì khi mà có sự cố thì con 30 này sẽ nổ có sự cố con 30 nó sẽ nổ và nó sẽ bảo vệ cho cái mạch điện chúng ta an toàn nha anh em rồi tiếp theo là chúng ta mình biết cái gì mình chỉ cái đó đi chúng ta sẽ thấy cái con 2200 ở đây nè anh em 2200 đây là con điện trở dùng để pre chắc Ha, điện trở sạc mồi nha anh em khi mà cái xe pin của anh em xuống dưới cái mức điện áp tiêu chuẩn mà nó có thể sạc á thì nó sẽ kích hoạt chức năng gọi là sạc mồi sạc mồi tức là nó sẽ sạc với cái dòng điện rất là nhỏ vào xe pin để kích hoạt lại xe pin khi xe pin đạt tới cái mức điện áp an toàn có thể sạc nhanh thì lúc đó nó mới chuyển sang sạc trực tiếp ha thì cơ chế sạc rất đơn giản nguồn điện sẽ được cấp vào cái chân socket từ trên này chạy qua con mosfet này chạy vô con mosfet này à chạy thông qua cầu chì vào xe pin còn khi chức năng sạc mồi được mở lên á chức năng sạc mồi được mở lên thì điện cấp từng socket này nó chạy vào con mosfet này qua đây thì nó sẽ đi qua cái đường này nè anh em ở đây có một cái đường nối anh em thấy không có cái đường ở ngay chỗ này chạy vô cái con này con này sẽ mở con này sẽ mở con này là một con chan xích nó sẽ mở điện nó sẽ chạy qua đây ở đây có một cái đường mạch nữa nè đó, nó chạy qua cái con r này rồi nó mới vô đây tất nghĩa là ở đây nè nó sẽ ngắt ngang nha anh em. Ở đây nó sẽ ngắt ngang chứ nó không có nối thông qua mà điện nó sẽ đi tới đây, chân này và chân này nó là chung nè anh em, hai chân này là nó đang thông nhau nè. Chân của con này với con này là đang thông nhau, đấu đầu với nhau á. Thì nhưng mà thay vì nó sẽ đi thẳng qua đây để nó vào sale thì nó sẽ ngắt, nó sẽ ngắt ngang đây nè. Đi qua cái cái đường này, qua cái con transistor này, qua con R ER này rồi đi qua đây, qua cầu chì vào sạc. Thì khi qua con R ER 2200 này nè nó sẽ làm giảm cái dòng sạc xuống và nó sẽ trở thành cái chức năng gọi là chức năng recharge, chức năng sạc mồi ấy, anh em. Rồi tiếp theo uh, chúng ta sẽ thấy uh, ở đây, ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái uh, có một cái dàn điện trở nè, đó. Và có một cái con đáng chú ý là cái con này. Cái con này nè anh em, con này nhìn nó hơi khác khác nè. Thì con này là con diode nha anh em con diode đây là cái đường cái đường này nè cái đường này nè cái đường này chính là cái đường cấp nguồn nuôi từ bắt đầu từ dấu chấm này đi thẳng qua đây đi qua con này ở cái chân này của IC chân này là chân số 32 của IC nha chân này chân 32 là chỗ này nè chỗ mình chỉ ngay cái 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 đầu của cây nhíp nè thì đây là chân cấp nguồn nuôi cho IC lấy từ xe win nguồn nuôi sẽ thông qua một con R100 sau đó đi qua con này là con diode một chiều và đi vào chân số 32 để cấp nguồn nuôi cho IC. Khi mà cái 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 mạch điện chúng ta có cái hiện tượng là không có nguồn mất nguồn á thì hãy nghĩ tới cái việc là cái chân nguồn này cái đường nguồn cấp từ cái chân xe pin đi qua cái đường này về IC nó có vấn đề ha có thể là chết con diode này hoặc có thể là chết con R100 ngay chỗ gần cái xe pin chỗ hàng xe pin đó thì có thể nó là bị chết hoặc bị chạm chập hoặc là bị đứt vì gì đó thì nó sẽ mất nguồn nuôi xe Và xe sẽ không có điện để hoạt động nha anh em à, tiếp theo ở đây có cái dàn này nè cái dàn ba bốn con cái dàn ba bốn con này là đây là cái chân hình như là à đây là cái dàn cấp nguồn gọi là không phải, gọi là cái dàn điều khiển kích điều khiển kích nha anh em bao gồm như bao gồm đây đây con này con này hai con này hai con đen này hai con đen này vô hai cái lỗ dấu chấm này nó sẽ kích mở hai con mosfet này nha đây là con mosfet này gọi là con mosfet xả còn đây là con mosfet sạc hai con này con một con xả một con sạc nó đấu ngược đầu với nhau thì khi muốn xả khi muốn xả thì nó sẽ có tín hiệu kích ra từ ic kích thông qua con eg này con g đen thui này nè đó rồi nó kích con mosfet này mở thì nó sẽ cho nó sẽ cho điện nó xả nha anh em nó sẽ cho điện xả từ xe pin ra tức là điện từ từ đây đi qua con 30 này thông qua con này rồi tới con này con này kích mở cái thì nó sẽ đi ra ngoài cái chân nó sẽ đi ra ngoài cái chân nguồn này đó còn con đây là con mất phép sạc con mất phép sạc thì khi mà có điện từ ở ngoài này vào nó sẽ đi thông qua con này đi tới đây nhưng mà muốn sạc thì nó phải có cái lệnh kích kích mở cái con này thì lúc đó điện nó mới sẽ đi thông thẳng qua qua con 30 này đi vào trong chân xeo để sạc cho xeo pin đó thì đây hai con phép này là con sạc con xả nha thì để để phụ trợ cho cho hai con phép này thì chúng ta có thể thấy là một cái dàn tủ điện và điện trở này kia để mình lấy nét lên cái ở à đây chỗ này chỗ này là tụ điện điện trở để phục vụ để gọi là gọi là để phục vụ cho cho con mốt phép ấy, để bảo vệ mốt phép ở đây ta có nè nó hai ba con tụ với vài con điện trở vòng lòng vòng khu vực này ha để là để bảo vệ cho hai con mốt phép này nha khối này là cái khối uh, chắc khối sạc mồi nha sạc mồi nó sẽ kích từ chân này kích ra yeah, cái chân này là cái chân có con r nè nó sẽ kích mở con này nó chúng ta dò cái đường mạch đã mình chỉ mình chỉ đúng không đúng rồi, hai con trên nãy mình chỉ sai á hai con r trên này nè con này và con này sẽ là kích con mosfet hai con r trên này sẽ kích con mosfet con này là con sạc mồi đó đi theo đường mạch này nè tới đây là để sạc mồi à, nó còn một cái đường này của con này là con gì thì mình cũng chưa có biết nhưng mà nói chung là là đây là khối điều khiển ha, khối, khối điều khiển còn chân 32 chân cấp nguồn. Thứ tự chân thì mình đã từng hướng dẫn anh em đọc cái thứ tự chân của IC ở cái video mà về mạch điện mini 1 rồi ha. Chúng ta bắt đầu đọc đọc từ dấu dấu chấm nè. Đọc dài xuống 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 11 32. Chúng ta sẽ đi theo cái dòng này. nha đó là thứ tự mình đọc cái chân IC. Rồi ở đây, ở đây chúng ta sẽ có một cái khối nè, khối chỗ góc này. Khối chỗ góc này thì là gọi là khối hồi tiếp dòng. Hồi tiếp dòng và hồi tiếp điện áp. Con 201 này là cái con IC hồi tiếp điện áp nó sẽ đi qua đây. Thông qua con tụ này, đi vô chân này. Đây là hồi tiếp điện áp của cell để báo cho IC biết là cell pin nó đang ở cái mức điện áp bao nhiêu, tức là bao nhiêu volt đó thì nó sẽ thông qua cái con 201 này để báo về IC nha còn đây là những con tụ khử nhiễu của cái đường hồi tiếp điện áp rồi ở đây hai con đen này hai cặp cặp đen thui này là cặp con điện trở 100 ohm để hồi tiếp dòng tức là nó sẽ đo cái dòng điện tiêu thụ dòng dòng điện chạy qua cái hệ thống từ chân socket vào tới cell pin nó sẽ thông qua một cái thiết bị đo gọi là điện trở sinh đây là hai con R để cảm biến để cảm nhận cái dòng chạy qua con điện trở sinh và hai con này nó sẽ hồi tiếp vào cái chân hai cái chân này hai chân này là chân một hai ba bốn năm sáu sáu hoặc chân 8 chân 6 và chân 8 sẽ là hai cái chân hồi tiếp điện hồi tiếp dòng hồi tiếp dòng cho IC ha thông qua hai con R này và cái khối tụ đây là những cái khối tụ tụ cam cam này là những cái khối tụ lọc nhiễu cho những cái đường tín hiệu này ha rồi đây là xong cái khối này là cái khối um, khối chỗ góc này là cái khối um, khối cảm biến dòng và cảm biến về điện áp sale nha. Bao nhiêu cell thì nó sẽ có bao nhiêu cái con 201 này. Còn một con 201 nằm ở mặt dưới nữa anh em. Ở đây là mặt trên, mặt trên thì nó có một con, còn một con nằm ở mặt dưới nữa và nó cũng sẽ có cái có cái đường tín hiệu đi về để nó báo cho cái con IC biết là cái um, điện áp volt là bao nhiêu ha. Tiếp theo đây, trên mạch mini 2 nó có khác mạch mini 1 ở chỗ là nó có một cái khối rất là đặc biệt cái khối chỗ khu vực trên góc này nè bao gồm một con transistor nè một con IC gì đó con IC nó có cái mã là 1R9 đó, anh em thấy không? 1R9 một con transistor và một cái khối cái khối khối dữ liệu gì đó khối gì đó mà nó lấy cái tín hiệu từ cái chân chân này là chân SC, uh, SCL SCL nha, không phải SDA nha lấy tín hiệu từ chân SCL này nè thông qua thông qua chân SL này. Ở đây có thêm một con là 101 để lấy tính lấy nguồn từ cái chân mosfet, lấy nguồn từ chân mosfet. Đây, nó lấy nét tí rồi. Ở à đây. Có cái đường nối qua nè thấy không? Có cái đường nối qua đây, con này con này con 101 này rồi đi vào một cái chân IC. Hai chân này là chân số 32 ha. 31, 30, 29, 28, 27, chân 27, 26 gì đó. 26, 27 gì đó chương 27 thì phải 26 27 nói chung là nó sẽ có một cái chân để hồi tiếp cái điện vào con IC nè chỗ này nha thông qua con này và đây là cái khối này gọi là cái khối nãy giờ mình chưa nói đây cái khối này gọi là cái khối kích nguồn trên pin mini 2 nó có khác pin mini 1 mini 1 không một chỗ là mini 1 luôn có nguồn ra còn mini 2 thì không có nguồn ra và nó cần phải có lệnh kích nguồn từ cái 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 máy bay nếu mình không có lệnh kích nguồn từ máy bay thì nó sẽ không bao giờ cho cái nguồn nó xuất ra cái chân socket này. Nha, thì để để thu nhận cái lệnh kích nguồn từ máy bay thì nó sẽ ra cái khối này. Khối này là cái khối dùng để thu nhận tín hiệu kích nguồn từ máy bay, sau đó kích mở con MOSFET này để cho điện áp nó ao ra ngoài cái chân socket. Còn bình thường hai cái chân socket này chúng ta đo nó sẽ không có điện. Nha, chân socket này chúng ta đo nó sẽ không có điện và nó cần có cái khối kích nguồn này ở cái mạch mini 2 thì nó phức tạp hơn ở cái chỗ cái khối kích nguồn này nè nó cũng khá là sida ha khi mà nó lỗi khối kích nguồn này thì cái mạch nó sẽ không thể kích nguồn được không thể mở nguồn được mặc dù chúng ta uh, dùng mạch sửa pin chúng ta read info này kia các thứ chúng ta sôi thông tin thì nó hoạt động ok nhưng mà nhưng mà kích nguồn thì không kích được thì nó lỗi cái khối này nha anh em lỗi khối kích nguồn này nè khối kích nguồn này nói chung cũng khá là phức tạp mình cũng chưa tìm hiểu về nó kỹ nó hoạt động theo cơ chế nào nhưng mình đại khái mình hiểu là cái khối này là khối dùng để thu nhận tín hiệu và kích nguồn để cho có nguồn nó xuất thẳng ra xuất ra từ cái chân 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 nguồn số này nè đó ở đây thì còn có thêm một con điện trở là 561 này nối từ cái chân xe pin mình không biết nó chức năng chức năng của nó là gì mà theo mình đoán theo mình đoán thì nó có thể là chức năng xả xeo gọi là chức năng tự xả đó thì khi muốn khi mình nó xả thì nó sẽ kích nối con này nè nối con kích on con 561 này lên nối từ nguồn hai cái xe pin nó nó nói chung có nghĩa là nó sẽ gia nhiệt cái con r này lên để nó xả xeo con này sẽ làm cái chức năng gọi là nó gánh cái dòng xả nó sẽ xả điện cho xe pin đó, theo mình đoán là vậy nha con 56 mẫu này nè rồi ở trên này còn gì nữa không ta trên này đi hết rồi. đây mấy con tụ này những con tụ này thì những con tụ để lọc tín hiệu này kia rồi thôi còn những cái chức năng mình đã nói hết rồi ha đây là khối um, sạc mồi đây là điện đây là cầu chì, đây là con mốt xả đây là con mốt phép sạc đây là những cái khối dùng để um, bảo vệ MOSFET cũng như là bảo vệ những cái đường tín hiệu SDA, SCL. Đây là khối um, kích nguồn mở nguồn cho um, cho máy bay. Đây là những cái khối điều khiển phép. Đây là con diode dùng để um, cấp nguồn nuôi cho IC. Còn đây là khối hồi tiếp um, điện áp và dòng. Rồi bây giờ mình sẽ lật mặt dưới nha mặt dưới thì khá đơn giản nha mặt dưới chỉ bao gồm những cái điểm hàng sale thôi anh em mặt dưới hầu như cũng không có gì đặc biệt hết chỉ là những cái điểm hàng sale thôi ở đây nè ban nãy mình có nói với anh em đây là cái con chỗ này chỗ này là con 100 r 100 dùng để cấp nguồn cho ic nha chỗ vị trí này đó, nó sẽ lấy từ nguồn từ chân b cộng nè, là chân của sale sau đó cấp thông qua cái con diode ở trên đó để cấp nguồn nuôi cho ic con 201 này là con hồi tiếp điện áp hồi tiếp cái điện áp xeo nha nó đây là hồi tiếp điện áp xeo từ chân B cộng còn cái con mà nãy ở dưới ở cái mặt trên đó cũng 201 đó thì con nó sẽ là hồi tiếp điện áp xeo chính giữa chính giữa tức là cái cái chân giữa chân nối giữa hai xeo nè chân B một cộng và B2 trừ nè đây còn 2200 này hình như nó cũng là một con điện áp con R dùng để sạc mồi ha nó chung nó đấu song song với cái con 2200 ở trên đó và đây là con R001 đây là con điện trở sinh dùng để đo dòng dòng điện sẽ chạy từ chân B trừ thông qua con R ER này rồi mới ra cái chân socket này ra hai chân socket trừ này tức là nó sẽ không phải câu tắt từ đây ra đây mà nó sẽ thông qua con R001 này rồi nó mới ra đây thì thông qua R001 này nó sẽ cảm nhận được cái dòng cảm nhận được cái dòng điện chạy trên cái 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 mạch điện á lúc đó nó sẽ biết được là cái dòng sạc là bao nhiêu và dòng xả là bao nhiêu ha đó con r 001 đó, đó nó sẽ nó sẽ nối vào hai nó sẽ nhờ hai cái con hai con r này nè nó cảm nhận cái dòng điện để nó hồi tiếp về cho ic ha đây là con 201 này nè giống con 201 ở dưới nó là hai con điện trở dùng để hồi tiếp điện áp volt ha rồi ok hết rồi đâu còn gì nữa đâu đúng không thì những cái bệnh mà có thể gặp ở trên cái cái mạch điện mini 2 này thì có thể kể đến giống như là cái bệnh không kích ngược nguồn nè thì nó hỏng khối này cái bệnh mà báo mà điện áp tào lao có tức nghĩa là khi chúng ta đo bằng đồng hồ thì xeo nó cân bằng nhưng mà khi mà chúng ta read info bằng phần mềm á thì nó không cân bằng thì có thể là do hai cái con 201 lấy này nè nó bị lỗi nó bị sai chỉ số nha thì nó dẫn tới cái việc là hồi tiếp điện áp về IC nó bị sai. Và khi nó hồi tiếp về về IC bị sai thì nó sẽ sẽ khi chúng ta read for nó sẽ sai nha. Nó đơn giản là vậy thôi. Thì con 201 sẽ là cái con đảm nhận cái vấn đề về điện áp. Còn cái vấn đề ví dụ như không thể sạc, không thể xả sau khi mà chúng ta đã mở khóa rồi thì nó có thể liên quan đến cái vấn đề hai con phép này. Hai con MOSFET này nó có thể bị chập bị chạm hoặc bị đứt cũng có thể ha còn nếu mà chúng ta không read được SDA-SL thì nó liên quan tới mấy cái khối bảo vệ chân SDA-SL này ở đây nè có ba bốn con linh kiện nè bên đây cũng vậy còn nếu như mà chúng ta bị mất nguồn ra luôn đặc biệt là khi cái tiên pin mà nó bị rơi nước á, thì rất có thể là cái con điện trở cầu chì này nó đã bị nổ ha nó nổ để nó ngắt cái nguồn bảo vệ ha đó, khi mà nó rơi nước thì cái con r 30 này nó rất hay chết nha do là nó bảo vệ cho nên là nó sẽ phát nổ bên trong á và nó sẽ mất cái nguồn đầu ra đó còn cái việc những cái lỗi khác linh tinh về vấn đề không sạc mồi này kia thật ra mấy cái lỗi đó thì rất là hiếm xảy ra nên cái khối sạc mồi này nó cũng không có hư hỏng luôn chủ yếu là nó sẽ hư cái khối mà cảm nhận điện áp nè hư khối kích nguồn nè hư khối xả nguồn nè chúng ta biết được về cái chức năng của nó thì chúng ta sẽ dễ mò hơn đúng không? Có một cái bệnh trên cái mạch mini 2 này, này mình đang gặp phải đó chính là cái vấn đề nó báo dòng điện bị ảo anh em. Tức là khi mình không cắm sạc nó vẫn báo là viên pin đang sạc. Không cấm không hề cắm sạc tức nghĩa là viên pin mình đang để trần ở bên ngoài. Nhưng mà trên, trên mạch nó mình read info ra nó cứ báo là đang sạc và mình hiện vẫn chưa mò ra là con linh kiện nào đã bị lỗi dẫn tới cái chuyện là nó báo cái dòng về đây sai nè mình thử thay mấy cái con cảm nhận điện áp này này kia hết rồi nó cũng vẫn không hết bệnh nó vẫn báo là có dòng sạc hoài vậy đó tức là viên pin lúc mình lắp xe vào ví dụ như là 50 phần trăm đi thì mình cứ để viên pin ở bên ngoài không có cấm vào đốc sạc không cấm vào máy bay gì hết thì một thời gian viên pin nó sẽ tự động báo là 100 phần trăm tức là nó báo là có dòng sạc đang sạc và bắt đầu nó tính toán tính toán tính toán tăng lên 100%. Mặc dù thực tế là bên ngoài không hề có sạc điện cho nó miếng nào hết. Do nó bị báo ảo anh em, do nó bị báo ảo và mình chưa biết là nó bị lỗi cái khối nào, mình cũng đang mình cũng đang mò đây. Anh em nào biết à, có thể nhắn ở dưới phần bình luận ha để chỉ cho mình nha anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé yeah.